Lukibody xin chào các bạn. Dạo này có nhiều bạn yêu cầu mình chơi game The Losing Ship. Hiện tại là mình đã tải game về rồi. Không, mình đang tải chứ. Bởi vì nó vẫn chưa xong mà. Các bạn biết sao không? Mình đã gọi là mua game từ sớm rồi, từ buổi chiều rồi, nhưng mà mình tải không biết nó bị nguyền rủa hay cái gì đó mà nó tải rất là chậm. Thỉnh thoảng nó rớt xuống còn 50 mấy KB, chạy rất là chậm, cho nên là tính bây giờ đã tối rồi, cái giờ mình quay rồi mà vẫn chưa xong, cho nên là mình không biết là ngày hôm nay mình có đăng kịp cái video đó không. Nếu mà không thì có lẽ là mình sẽ chơi cái game It's a Not Real rồi. Có thể là cái video này sẽ được đăng lên trước The Losing Ship hoặc là đăng lên sau chứ, mình không rõ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi thôi. It's a Not Real, tức là cái này không thật các bạn ơi. Game thì tất nhiên là không thật rồi, nó chỉ là những cái mà trí tưởng tượng, sản phẩm từ trí tưởng tượng mà ra thôi. Nếu mà ai nhầm lẫn giữa game và sự thật ấy, là coi như nghỉ chơi game là vừa rồi. À, mình đang ở đâu thế này? Vừa mới vào là thấy ở chỗ nào đó giống như là chỗ đợi phòng bệnh rồi. Phải khám bệnh đúng không? Cái tiếng gì thế? Cái tiếng quái quỷ vậy thế, nó ồn lắm. Hồi nãy game này nó bảo là trải nghiệm bằng cái headphone sẽ hay hơn rất là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là nó tiếng nó khá lớn. Oai. Cửa tại sao mày lại tự mở? Những cái nơi kinh dị luôn có hệ thống auto mở cửa nhá, mà trong khi ở chỗ này nó không gắn một cái gì cả. Chẳng lẽ ma rảnh đến mức mà mở cửa sẵn đợi người ta vào? Oai, cái này. Một thực thể gì nó màu đen các bạn ơi, có hình dạng giống như con người, đầu thì phát ra ánh sáng. Tự nhiên tắt đèn tối thui thế này, mình đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Không thể nào mà game kinh dị là sáng như vậy được, đó là nó tối đen như mực luôn. Và lúc nào nhân vật chính của chúng ta cũng sở hữu một cái đèn pin cả, nhưng mà tại sao cái bạn này đỏ thế? Những cái đứa trong game kinh dị luôn sở hữu đèn pin nhá. Nếu mà các bạn không muốn trở thành một trong những chúng nó thì tốt nhất là không nên mua đèn pin để nhà luôn. Rồi, nhưng mà nghĩ chắc là trong tương lai thì nó sẽ chuyển sang điện thoại thôi các bạn, tại điện thoại cũng có chế độ đèn pin mà. Thì tương lai sẽ xuất hiện những game như vậy, mình tiên đoán trước nha. Đứa nào khóc thế? Ngày hôm nay do mình không có game The Losing Ship quá, cho nên là mình hoàn toàn chẳng cảm thấy sợ hãi cái game này nữa rồi. Hello, zombie à. Có vẻ như là thở rất là sát cái mic các bạn ơi. Lúc mà ghi âm chắc là để sát lắm hay sao? Con này con gì thì nhìn không rõ chút nào cả. Không thể sao có thể đứng được với cái tướng này luôn. Rõ ràng là đây là kiểu như là không có trọng lực hay sao ấy. Nếu mà có trọng lực làm sao mà như vậy được. Ê, mất tiêu rồi các bạn ơi. Cái âm thanh hồi nãy nghe giống như là tiếng nó bò đi mất ấy. Chỗ này chỗ nào đây? Ua, lát đinh rồi. Chúng ta đã bị dịch chuyển không gian thời gian đến một khu vực khác rồi. Cái gì thế này? Cái ghế mà nó lún xuống đất luôn. Hồi nãy mình cứ tưởng là cái chân của cái con màu đen khi nãy ấy. Chỗ này có gì không? Đây như một tấm đệm vậy. TV. Chìa khóa đúng không? Mình cần chìa khóa để mở cánh cửa kia vậy. Ơ, hoài hiệu ứng bóng tối của nó thật là quá đỉnh đi các bạn. Hồi nãy mình không nhận ra là có cái lối đi ở chỗ này luôn. Mình phải đi đường nào đây? Hammer. Rồi. Ồ, kiếp game kinh dị mà nó cho mình cây búa là xác định rồi các bạn ơi. Búa ra đây mày. Ông sẽ vỗ nát đầu của mày luôn. Nó cho mình cây búa là coi như kết thúc rồi các bạn ơi. Ngay từ đầu mình đã gọi là kiểu xem thường và không tỏ ra sợ hãi rồi. Bây giờ thậm chí nó còn cho mình cây búa nữa. Mình có cảm giác như mình bất tử vô địch gì.
Rồi. Xem là có vẻ như cây búa này không dùng để gõ đầu quái vật rồi, mà nó dùng để đập cái này. Cái này nó làm mình liên tưởng đến cái game gì đó mà hồi xưa cái máy tính cũ của mình á, cái đời mà lúc mình còn bé tí ấy. Âm thanh phát là từ đâu đó? Mình đang tính nói là hồi xưa có cái game mà bấm vào nó sẽ hiện lên cái búa để mình đập nát màn hình máy tính. Ồ. Con đường này có vẻ bé. Ua. Đây như kiểu là cái tù ấy, hay là cái phòng giam ở dưới lòng đất để mà giam giữ một cái sinh vật nào đó. Ê, tại sao lại kết thúc? Tại sao? Đây chỉ là một cái gọi là demo thôi hả? Liệu có ra cái game là chính thức hay không? Rất là bực các bạn ơi, rõ ràng là mình đã cầm cái búa trên tay và mình sắp sửa gọi lên đầu được nó rồi, nhưng mà lại kết thúc một cách rất là nhảm xịt ở ngay giữa chừng. Cứ tưởng là sắp tìm ra con đó để gọi lên đầu nó rồi. Thanh do Volayin. Chán thế, nó mà có cái đạn gọi đâu nữa. Mà tụi cái đạn nãy thấy cái bóng là mình nghĩ là sắp sửa gọi được rồi. Rồi, có vẻ như là game này đã kết thúc rồi các bạn ơi. Nó không có thật các bạn. Mọi thứ hồi nãy giờ chúng ta làm chỉ là đều là ảo tưởng, đều là giả thôi. Hoàn toàn không có thật nhé. Cái video này cũng không có thật luôn.